Vâng, đá phong thủy ENG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm nay ở cái video này thì đầu tiên thì em xin cảm ơn tới các anh chị, tới quý vị mà đã tin dùng và đã ủng hộ ENG về khâu đá và kể cả khâu trang sức ha quý vị ha. Thì suốt thời gian qua thì chắc quý vị cũng có thể là thu thập nhiều thông tin rằng là thành phố Hồ Chí Minh cũng hơi bị rắc rối về cái việc mà bị dịch Covid ha quý vị ha. Thì nói về cái khâu bên khâu kim hoàn thì quý vị cũng biết là nó phụ thuộc vào dây chuyền ha quý vị ha. Ví dụ như là khâu thiết kế, rồi khâu làm sáp, rồi khâu đúc vàng, rồi khâu làm nguội, rồi làm lạnh ha quý vị ha. Nó phụ thuộc vào nhiều khâu nên thành ra là trong cái giai đoạn này thì em chưa có thể tiến hành làm nốt cái phần còn lại để mà giao vàng cho quý vị, và em rất là xin lỗi quý vị về vấn đề này. Còn ngày hôm nay thì dịch bệnh thì em đang định làm những cái mài những cái viên ruby, thì quý vị cùng em xem ha. Đây, chúng ta sẽ mài những cái viên ruby này, nói chung là sạc nó thôi, bởi vì những cái miếng này thì nó cũng đỏ và dày ha quý vị ha. Thì quý vị nào mà chúng ta đam mê chế tác những cái viên đá quý hoặc là những cái viên đá tầm thường để mà chúng ta có thể là làm trang sức hay là tặng những người chúng ta thân yêu, với những cái viên đá nó có cái tông màu hợp với cái bổn mạng của chúng ta cũng như là người thân của chúng ta ha quý vị ha. Rồi thì bây giờ xin mời quý vị cùng em xem qua cái cách mà hướng dẫn hả quý vị ha. Thì hiện tại bây giờ thì về cái số đĩa thì em chỉ có chừng này đĩa thôi, nó không có đủ, nhưng mà với cái cách mài của em á, em hiểu em biết mài thì chắc có thể là đủ, nhưng mà em sẽ hướng dẫn quý vị sau ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nào. Kênh đá phong thủy ENG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ đá phong thủy ENG, sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Vâng, và rồi bây giờ trước mắt chúng ta là những cái viên ruby hả quý vị ha, như hồi nãy em cho quý vị xem ha. Bây giờ chúng ta coi nè, cái chiều dày của cái khối là 8.6 hả quý vị ha. Chiều ngang là 21 ly, chiều dài là 34 ly ha. Mấy cái này thì làm tượng khỏe luôn, bởi vì tùy theo khối của nó không quý vị ha. Khối với cái chiều ngang như thế này và chiều dài như thế này thì chỉ cần là 6 ly ha, 6 đến 7 ly là đẹp rồi, chúng ta có thể làm một cái tượng rồi. Còn cái khối mà bự hơn gấp đôi cái này thì cần tới 10 ly ha quý vị ha, cần cái chiều dày tới 10 ly để có thể làm một cái tượng. Và bây giờ chúng ta ngâm nước, rồi giờ chúng ta sẽ sạc nó không quý vị ha. Sạc nó. Bây giờ là chúng ta cần phải, như quý vị thấy là hầu như là người ta làm trên video rất là nhiều đá đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta khó có thể mà phân biệt được hàng đó là hàng ảo hay hàng gì. Như quý vị thấy đây nè, những cái viên đá như thế này, những cái đường như thế này là cần phải sạc nè ha. Và sạc vào bên trong còn hên xui nữa ha quý vị ha, chứ không phải là sạc xong cái lớp này rồi là bên trong là có thể mài được ha quý vị ha, hoặc là tạc được ha. Bên trong nó phải liền thịt, nó chắc như thế này nè thì còn quả mai ha quý vị ha, còn nếu không thì thua. Rồi sau khi chúng ta bỏ đi những cái đường phèn như thế này, rạn phèn như thế này và những cái đường rổ như thế này thì chúng ta còn lại cái phôi ruby. Thì cái cách để mà liếp cho cái mặt nó liền và bóng nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt tay vào việc ha quý vị ha. Vâng, và bây giờ thì trước mắt chúng ta là nó có 4 cái dĩa ha quý vị ha. Thì như cái dĩa này thì quý vị để dưới đèn, quý vị có thể thấy là cái độ mịn của nó rất là mịn. Dĩa này để ra ha. Và dĩa này cũng vậy nữa, dĩa này nó cũng đỡ hơn cái dĩa kia hơn xíu ha. Bỏ ra một bên. Và dĩa này thì nó rất là nhám nè, nó rất là nhám nè. Em nhớ không lầm thì đĩa này chắc là đĩa 60 hay gì đó, đĩa 60 hay gì đó. Thì cái đĩa này để chúng ta có thể sạc bỏ đi những cái lớp da bên ngoài của một cái viên đá hả quý vị ha, một lớp sần sùi, một lớp không cần thiết ha.
chúng ta sẽ sạc cái dĩa này cho nó nhanh, nó nhanh đó, nó bào đá rất là ghê nha, nó nhanh. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua những cái điểm mịn. Hiện tại thì hết giấy A4 rồi ha, hết xin lỗi hết giấy can rồi, để lát em lục lại coi còn giấy can không, sẽ hỗ trợ cho quý vị hiểu thêm về cái khâu đánh bóng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đĩa 60 trước. Cái đèn này hết pin rồi, để em sạc một cái đèn nữa, lát nữa em soi cho quý vị xem hết. Đó, đây là cái miếng ruby của chúng ta này, là để dưới đèn này ha. Đó, lát là chúng ta sẽ sạc làm sao mà chỉ lấy những cái phần đỏ này thôi ha quý vị ha. Vâng, và sau khi chúng ta sạc qua cái dĩa 60 thì bây giờ chúng ta có những cái viên phôi như thế này không quý vị ha. Đây quý vị có thể xem đây ha, đấy, những cái phôi ruby khá là ok. Đó. Thì chúng ta chỉ mới sạc qua cái dĩa 60 thôi ha quý vị ha, và chúng ta có rất là nhiều phôi ruby ở đây. Đấy. Cái này mà thợ mà thích thì họ sẽ móc những cái phần mà rạn phèn này ra để mà họ tạc tượng quý vị ha. Đó. Chúng ta sạc ra khá là nhiều là qua đèn ha quý vị ha. Qua đèn thì chúng ta có thể thấy là những cái như thế này thì nếu như mà chúng ta mài hộp thì chúng ta chỉ lấy phần này thôi. Còn nếu như chúng ta tạc tượng thì chúng ta sẽ móc ở những cái phần mà tạp ha, sâu mọt này đi. Đó. Và một cái phôi mà nó ngon hay không thì quý vị soi qua đèn như thế này là quý vị có thể thấy được ha, có thể biết được là cái phôi này nó có ok hay không. Những phôi này thì bỏ ngay khúc này không vậy ha, bỏ ngay khúc này, phôi này thì ok nè. Đó, phôi này quá ngon luôn. Có những cái phôi như thế này thì do nó dày quá không vậy ha, nó dày quá và nó có một số rạn phèn nó thành ra nó sẽ bị bít luôn, nó không qua được. Như cái phôi này thì chúng ta cắt ngang đây thì có được một cái mảng bự trên này quá là ngon ha. Không sao đâu, chúng ta còn qua thêm một cái dĩa nữa không vậy ha. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ qua thêm một cái dĩa nữa. Cũ rồi nhưng mà mình có thể qua cái độ nhám của nó thì mình có thể thấy dĩa này nó là dĩa dĩa 180 hay là 240 gì đấy ha. Rồi chúng ta lên do đây là cái quá trình chúng ta làm nhanh ha, nó thành ra là mỗi một cái là em chỉ sạc sơ một cái để cho chúng ta hình dung ra được thôi. Rồi quý vị ơi, sau khi chúng ta sạc qua cái dĩa 180 ha, dĩa cũ 180 thì đây là những cái phôi của chúng ta đây. Nhìn như thế này thì quý vị sẽ không thấy được cái chấm ngay đây đúng không?
mỗi lần mà chúng ta xem lại cái phôi chúng ta nó sạch hay không, chúng ta phải xem rất là nhiều mặt thôi vậy ha. Xem để coi nó như thế nào để mà quyết định là nên trạch tượng hay là nên mài hộp thôi vậy ha. Đấy. Ở đây nó có vấn đề là quý vị sẽ thấy cái rạn phèn này đúng không? Đó. Thấy không? Chúng ta cần phải xem hai mặt. Thì thường thì những cái mặt mà nó như thế này thì chúng ta làm cái đáy ha. Bởi vì cái phần mặt mà thịt liền lạc và rắn chắc và màu đậm như thế này thì chúng ta nên làm mặt đại diện ha. Đấy. Vâng, thì những cái phôi này thì em đang không biết là nên lên tượng hay là lên hộp đây ạ. Đấy. Những cái phôi chúng ta thì màu cũng khá là đẹp ha. Đấy. Rồi thì video hôm nay làm tới đây thôi, tại vì nói chung em cũng khá là bận ha mọi người ha. Rảnh rỗi thì chỉ có thể lên làm cho anh em xem vài đường thôi. Còn cái chỗ này thì chưa có quyết định được là nên lên tượng hay là lên hộp ha. Thậm chí là có thể là em để thô vậy em bán luôn. Rồi thì đá phong thủy LNG xin chào và cảm ơn các bạn đã đồng hành. Chào và cảm ơn các bạn đã xem kênh ha. Ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video từ LNG. Chia sẻ rất là nhiều dòng đá từ Việt Nam chúng ta cũng như là những cái dòng đá của nước ngoài hả quý vị ha. Và điều tuyệt vời hơn hết là em có thể là chia sẻ đến quý vị cái cách chọn lựa những cái viên đá chất lượng. Và chia sẻ với quý vị một cái nguồn kiến thức về phong thủy chuẩn hả quý vị ha. Nếu anh chị em nào chúng ta muốn sở hữu phong thủy thì liên hệ đến số điện thoại Zalo, số điện thoại góc bên trái hoặc bên phải màn hình để LNG có thể hỗ trợ và tư vấn cho quý vị. Rồi thì một lần nữa LNG xin chào và cảm ơn quý vị nhé.